Ông Kim Sigap, một nông dân dày dạn kinh nghiệm ở làng Anbandegi, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, đã trồng cải thảo hơn 50 năm qua. Ông đã tận mắt chứng kiến những thay đổi đáng kể với cây trồng của mình trong nhiều thập kỷ, một phần là do biến đổi khí hậu. Tôi có thể cảm nhận rằng một cuộc khủng hoảng khí hậu đang đến gần. Diện tích canh tác của chúng tôi đã bị giảm một nửa do nhiệt độ cao khiến sâu bệnh phát triển mạnh. Tỉnh Gangwon nổi tiếng với khí hậu vùng cao mát mẻ, nhiệt độ hiếm khi cao hơn 25 độ C. Nơi đây sản xuất tới 93% sản lượng cải thảo của Hàn Quốc trong thời gian mùa hè. Dữ liệu từ cơ quan thống kê nước này cho thấy, nhiệt độ tăng cao và kiểu thời tiết thất thường đã làm giảm hơn một nửa diện tích trồng cải thảo ở vùng cao trong vòng hơn 20 năm qua, từ 8.800 ha xuống còn 4.000 ha. Cục Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn Quốc dự báo, diện tích đất nông nghiệp của nước này sẽ tiếp tục giảm đáng kể trong 25 năm tới, xuống chỉ còn 44 ha và sẽ không còn cải thảo ở vùng cao vào năm 2090. Hiện Hàn Quốc dựa vào kho dự trữ để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt và giá kim chi tăng đột biến. Các nhà khoa học cũng chạy đua để phát triển các giống cây trồng thích ứng với sự biến đổi của thời tiết và có sức chống chịu tốt hơn với dịch bệnh. Tuy nhiên, những người nông dân như ông Kim Sigap lo ngại giống mới sẽ đắt đỏ hơn. Biến đổi khí hậu làm tăng thêm những thách thức đối với ngành công nghiệp kim chi Hàn Quốc, vốn đang phải nhập khẩu sản phẩm từ Trung Quốc. Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, nước này phải chi 98,47 triệu đô la Mỹ nhập khẩu kim chi, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền này vượt mức 96,49 triệu đô la Mỹ được ghi nhận vào năm 2022, là mức nhập khẩu kim chi cao nhất từng được ghi nhận.